Series trò chơi hành động phiêu lưu đầy tranh cãi Grand Theft Auto là một trong những series game bán chạy nhất và được đánh giá cao nhất từng được phát hành. Tuy nhiên, các bạn có biết rằng nếu không nhờ một cái bug thì cả series này cũng như nhân vật huyền thoại CJ, Tommy và City, Trevor sẽ không bao giờ tồn tại hay không? Trong video ngày hôm nay, hãy cùng tôi một lần nữa tìm hiểu về những cái lỗi quá hay được chuyển thể làm tính năng trong game. Còn bây giờ thì ngồi xuống, uống miếng bánh, ăn miếng nước, chúng ta bắt đầu thôi nào. Combo. Đây chắc chắn là một trong những trường hợp biến lỗi thành tính năng có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử game, khi nó tạo ra cơ chế cực kỳ quan trọng cho những trò chơi thuộc thể loại đối kháng sau này. Đó chính là Combination, hay gọi thân thương là Combo. Thuật ngữ ám chỉ hàng loạt những pha tấn công liên tiếp, vừa tạo nên đòn đánh vô cùng đẹp mắt, vừa được dùng để tối hóa sát thương gây ra. Những đòn đánh này khiến đối thủ mất đi lượng máu cực kỳ lớn, và đôi khi bay thẳng lên bàn thờ lúc nào không hay. Thế thì Combo xuất phát từ đâu? Combo bắt đầu xuất hiện từ những trò chơi arcade như Renegade năm 1986 hay Double Dragon. Khác với những tựa game trước đó, khi mà nhân vật chính chỉ cần một chạm là kẻ thù bay màu ngay lập tức, thì tại Renegade, kẻ địch có lượng máu cao hơn nhiều và sẽ bị choáng khi nhận đòn đánh đầu tiên. Tuy nhiên, khi đó, combo chỉ là việc spam một nút liên tục mà thôi. Mãi đến tận năm 1991, Street Fighter 2, tựa game đối kháng ưa thích nhất cho hệ arcade ra đời, thì định nghĩa về thứ gọi là combo mới trở nên thực sự rõ ràng. Ban đầu, trò chơi được thiết kế để mỗi pha tấn công sẽ có độ trễ nhất định, cho đối thủ kịp thời phục hồi và kháng cự lại. Cơ mà những game thủ ma lanh đã phát hiện ra một lỗi trong hoạt ảnh của Street Fighter 2, cho phép nhân vật chèn kỹ năng đặc biệt vào những đòn đấm đá cơ bản, hay được gọi là cancel, tạo thành chuỗi tấn công khiến kẻ địch chỉ biết đứng im chịu trận. Ví dụ khi dùng một cú đấm thấp kèm một cú Hadouken, người chơi có thể cancel vài hoạt ảnh nhất định để tung ra đòn đánh tiếp theo cực kỳ nhanh chóng, không cho đối thủ cơ hội để phản đòn. Bắt đầu từ đây, cộng đồng Street Fighter gắn một cách đánh này với thuật ngữ combo. Về phía Capcom, thực ra họ đã nhận ra bất này từ trước khi game ra mắt, nhưng lúc đấy họ thượng đẳng lắm. Họ nghĩ rằng người chơi sẽ không bao giờ phát hiện ra nó. Và vâng, chúng tôi phát hiện ra nó, và nó trở nên cực kỳ phổ biến. Và vì người chơi thích như thế cho nên Capcom quyết định là lười không sửa, biến nó thành tính năng luôn. Combo thành kỹ thuật bí mật mà chỉ những player VIP rồi mới có thể sử dụng thành thạo. Combo sau này cũng là cơ chế đặc trưng mà hết những game đối kháng bắt buộc phải có. Thậm chí, thuật ngữ này còn áp dụng ở rất nhiều thể loại game khác như Liên Minh Huyền Thoại, Genshin Impact, Luck and Slow, vân vân và vân vân. Để rồi giờ đây, nó trở thành một thuật ngữ khó có thể xóa bỏ khỏi thế giới game nói chung và Street Fighter nói riêng. Toàn bộ GTA dựa trên một cái bug. Dòng game GTA của Rockstar Games có thể nói là tượng đài trong làng game, góp phần không nhỏ đường game thế giới mở trở nên phổ biến như ngày hôm nay. Trong dòng game này, một đặc điểm nổi bật là nó cho phép người chơi đi đến bất kỳ nơi nào mình muốn và làm gần như bất kỳ cái gì mình muốn. Dĩ nhiên, thứ mà người chơi thường làm nhất đấy là đập phá thành phố, cướp xe và chọc tức cảnh sát để có những màn rượt đuổi khắp thành phố, rồi đem đi đỏ xem đứa nào nhiều sao hơn. Tuy nhiên, nhiều người sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng cơ chế cực kỳ quan trọng của game này vốn không phải là một ý định ban đầu của những lập trình viên. Thậm chí, họ chẳng có ý đồ tạo nên một trò chơi như vậy. Hóa ra, trong khi đang lập trình nên từ game đua xe có tên gọi là Race and Chase, nếu có cảnh những cuộc đua tốc độ cao bất hợp pháp trên đường phố, trong game sẽ xuất hiện những xe cảnh sát với mục đích là ngăn chặn người chơi vượt qua vạch đích. Không rõ bằng cách nào đó mà bất xuất hiện khi khiến chiếc xe cảnh sát này, thay vì truy đuổi người chơi, bắt người chơi phải dừng lại, thì nó đâm vào những người chơi giống như đang muốn giết họ vậy. Lỗi trong thuật toán tìm đường của game khiến mục tiêu của những chiếc xe này nằm ở trung tâm phương tiện người chơi điều khiển, thay vì cách đó một đoạn ngắn. Điều này khiến cho chúng sau khi đâm vào người chơi thì tiếp tục tăng ga hết cỡ như muốn nghiền nát họ. Nhưng điều đặc biệt đây là thay vì người chơi thử game cảm thấy khó chịu, họ lại cực kỳ hứng thú. Bất này khiến cho người chơi trở nên hỗn loạn, đem đến những tình huống vui vẻ hơn rất nhiều. Nhận thấy tiềm năng của nó, các lập trình viên đã nhanh chóng đổi tên game thành Grand Theft Auto và tập trung vào cốt lõi những pha rượt đuổi cảnh sát cho đến ngày hôm nay. Đúng là các cụ gánh còng lưng, cốt lõi phát dầu luôn. Mẹ cày tôi cốt lõi toàn bị chửi. Nút Candy. Nếu bạn là fan của thể loại game chiến thuật thời hiện thực, chắc chắn các bạn không thể nào không biết đến dòng game Civilization của hãng Fantasy Games. Với quy mô bản đồ rộng lớn, trò chơi cho phép người chơi gắn bó với nền văn minh của mình từ thuở hồng hoang cho tới khi phát triển hiện đại, vươn xa tầm vũ trụ. Trong tựa game này, bạn có vai những lãnh tụ nổi tiếng như Saladin ở Ả Rập, Tân Tiến Hoàng của Trung Quốc hay nữ hoàng Cleopatra của Ai Cập. Các nhân vật lịch sử này có những đặc điểm riêng, người thích chiếm hữu càng nhiều lãnh thổ càng tốt, người thích tấn công gây chiến với những nền văn minh khác. Ở thế hóa ra ông cha ngày xưa tàn thích đánh nhau à? Ở phiên bản đầu tiên của Civilization, mỗi lãnh tụ sẽ được gán cho mình một điểm số từ 1 đến 10, tương với mức độ hiếu chiến, với 1 là mức thấp nhất. Theo đó, lãnh tụ của nền văn minh Ấn Độ là Gandhi, một người nổi tiếng với nguyên tắc bất bạo lực, được cho điểm số 1 trên 10. Vấn đề xảy ra khi nền văn minh Ấn Độ được máy điều khiển, bước vào thời kỳ chính phủ dân chủ. Lúc này, điểm hiếu chiến của họ được giảm 2, tức là từ 1 giảm xuống còn âm 1. Do mấy ông lập trình viên lưu điểm này dưới dạng là số nguyên không âm, nên giờ đây, số âm 1 trở thành 255. Một tốt trùng hợp nữa là trong khoảng thời gian này, công nghệ hạt nhân thường được các nền văn minh tìm ra
Và thế là boom, Gandhi từ một lãnh đạo yêu chuộng hòa bình trở thành một nhân vật luôn sẵn sàng thả bom bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào. Bảo sao bạn của tôi nói sống Ấn Độ nguy hiểm lắm. Tuy nhiên, theo Brian Reynolds, trưởng bộ phận thiết kế của Civilization 2, thì thực sự không phải như vậy. Ông này cho biết, lỗi trên hoàn toàn không có thực và điểm số hiếu chiến của lãnh tụ Ấn Độ vẫn ở mức bình thường mà thôi. Điều có thể khiến nhiều game thủ tưởng rằng Gandhi trở nên hiếu chiến hơn bắt nguồn từ việc nền văn minh này sở hữu điều kiện giúp nó dễ dàng phát triển công nghệ hạt nhân hơn so với đối thủ khác mà thôi. Mặc dù vậy, tin đồn việc lãnh tụ Ấn Độ rất hiếu chiến vẫn lan truyền đi rất nhanh. Đến nỗi ở phần game khác, dù Studio Parasite Game chẳng làm gì đặc biệt, thì người chơi vẫn cứ nghĩ thế. Cuối cùng, phải đến phần game Civilization thứ 5 ra mắt vào năm 2010. Trưởng bộ phận thiết kế lúc này là John Schaefer quyết định thay đổi chỉ số, khiến thiên hướng xây dựng và sử dụng vũ khí hạt nhân của Gandhi luôn luôn ở mức 10 trên 10. Chuyện tương tự cũng diễn ra ở phần Civilization thứ 6 vào năm 2016. Điều khác biệt duy nhất là hệ thống được thêm vào, khiến cho vị lãnh tụ Ấn Độ này chỉ có khoảng 70% trường hợp trở thành ông trùm bom hạt nhân mà thôi. Nhưng tóm gói với lại, trong game cứ có bom là ông này sẽ ném, ok chưa? Space Invader. Space Invader, hay còn gọi là game bắn ruồi, là tựa game bắn súng điện tử thùng được phát triển bởi Tomohiro Nishikado vào năm 1978. Trong game, bạn sẽ điều khiển phi thuyền và gục những đợt người ngoài hành tinh để giành được điểm số cao nhất. Chính hệ thống tính điểm này trở thành yếu tố chuẩn mực cho những game điện tử thùng sau này. Một con bất trong game đóng vai trò cực kỳ quan trọng, gây dựng nên nền móng cho không ít trò chơi điện tử. Space Invader cũng giống như nhiều game arcade thời bấy giờ, có độ khó cực kỳ cao. Nó khó nổi chính cha đẻ của mình, Tomohiro Nishikado cũng phải thú nhận rằng mình rất tệ khi chơi. Trong game, có một điểm cực kỳ thú vị là mỗi khi người chơi tiêu diệt một người hành tinh thì tốc độ tiến lên của những kẻ xâm lược còn lại tăng lên một chút, khiến Space Invader càng chơi càng khó. Và các bạn đoán đúng rồi đấy, đây hoàn toàn không phải là ý đồ của lập trình viên mà là một bất phần cứng. Một khi số lượng người hành tinh trên màn hình giảm đi, khối lượng công việc của chip xử lý cũng giảm theo, khiến cho tựa game này chạy nhanh hơn. Và thế là những con quái còn lại chạy nhanh hơn. Nhận thấy đây là một bug khá hay, không những không sửa, bởi vì không sửa được vì ngày xưa làm gì có Delta Time, Nishikado và đồng nghiệp còn lập trình để âm thanh của game tăng tốc theo số lượng của những con alien trên màn hình bị tiêu diệt, đưa đến một trải nghiệm đầy thử thách với người chơi. Space Invader sau đó trở thành một trong những game thùng phổ biến nhất thế giới. Nếu bạn từng chơi xếp gạch Tetris thì các bạn hãy nhớ rằng tính năng càng chơi, những viên gạch càng rơi xuống nhanh hơn, bắt nguồn từ chính con bug này đấy. Fortnite Rocket Riding. Fortnite có lẽ là một cái tên không quá xa lạ với cộng đồng game thủ thế giới. Đây là tựa game thuộc thể loại bắn súng pha trộn xây dựng và sinh tồn. Nhiệm vụ của người chơi khi tham gia vào Fortnite là nỗ lực để sinh tồn, vượt qua những thử thách và cạm bẫy mà người chơi khác đặt ra, chiến đấu hết mình để trở thành người cuối cùng sống sót để nhận được không gì cả ngoài niềm vui. Phát hành năm 2017, chỉ trong một thời gian ngắn, tựa game này đã có cho mình những chỗ đứng nhất định và ngoại ngục giành lấy vị trí thứ nhất trong vòng game Battle Royale trên toàn thế giới. Trong Fortnite, có một loại vũ khí có tên gọi là Rocket Launcher. Nói đến cái tên thì chắc tôi không cần miêu tả, các bạn cũng đoán được hình dáng và cách thức hoạt động của nó đúng không? Tuy nhiên, ngay khi khẩu súng này đã mắc thì người chơi từ game này đã phát hiện ra một công dụng khác của nó, ngoài công dụng tống vào mồm đối thủ. Đấy là bạn có thể dùng nó để di chuyển quanh bản đồ một cách cực kỳ nhanh chóng. Ban đầu, họ sử dụng bất này theo cách một người bắn và một người khác cười lên nó. Sau đó, khi biết tung ra Rocket Launcher phiên bản có dẫn đường, thì người chơi thậm chí còn dùng nó để tự bắn tên lửa rồi tự điều khiển nó quay lại đón mình. Oh my god! Cái thể loại vật lý gì này? Dĩ nhiên, đẳng cấp nhất phải kể đến việc sử dụng rocket khi đang trên một rocket khác, rồi nhảy qua nhảy lại giữa hai rocket. Cứ nhìn vào đoạn video này đi, đây là lúc các bạn nhận ra mười mấy năm đi học vật lý của mình phí phạm vờ lờ. Dĩ nhiên, bất này ban đầu khiến Epic hơi hoảng một tí, nhưng sau đó, họ thấy đấy là một cách hay để marketing từ game cực hay của mình khi những clip về nó tràn ngập trên Internet. Và thế là, kỹ thuật rocket riding trở thành một tính năng của Fortnite. Giả lập làm nông dân Warframe. Cái tên cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay là Warframe. Game online kết hợp hành động cận chiến với bắn súng, nhưng thực chất là một game nông trại. Từ game này cho phép game thủ có những pha bay nhảy khó lường với hình ảnh tuyệt vời và đồ họa cực kỳ bắt mắt. Dù đã tồn tại được 8 năm trời, Warframe vẫn là một tựa game hấp dẫn và có sức hút không hề nhỏ. Đặc biệt, nó còn miễn phí. Nhưng tin tôi, đừng bao giờ tải thứ này về. Nó sẽ phá hủy toàn bộ thanh xuân của bạn. Ok, quay lại video. Tính năng đặc biệt mang tính biểu tượng nhất của trò chơi là Bullet Jump, một cái trick được thực hiện khi người chơi nhấn nút nhảy và lộn trong khi đang trượt trên mặt đất. Điều đáng ngạc nhiên là ban đầu trong game hoàn toàn không hề có tính năng này và nó vốn là một bug trong game. Các game thủ khi đó phát hiện ra rằng cách sử dụng một loạt những động tác tương tự như combo trong game đối kháng thì họ có thể di chuyển ở tốc độ nhanh hơn khi chạy rất nhiều. Cái mẹo này được gọi là Copter, bởi vì khi sử dụng nó, những vũ khí trông như những cánh quạt của trực thăng. Sau khi các video hướng dẫn về cách lợi dụng bug này để di chuyển nhanh chóng hơn trong game được tung lên mạng và trở nên cực kỳ phổ biến, nó giúp cho Digital Extreme nhận ra rằng trong Warframe, tốc độ là cực kỳ quan trọng. Thế là thay vì fix lỗi này, họ biến nó thành tính năng có thể nói là khiến tựa game này nổi bật. Giờ đây, nếu Warframe mà không sử dụng Bullet Jump thì bạn coi như là chưa được chơi nhá.
Và các bạn biết gì không? Đến đây thì cũng kết thúc phần 2 của chuỗi series này rồi. Nếu bạn thấy còn những câu bất nào biến thành tính năng game mà tôi chưa nhắc đến thì hãy comment ngay bên dưới. Biết đâu chúng ta có phần 3 đấy. Còn bây giờ, nếu thấy video này hay và giá trị thì đừng quên like, share cũng như nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video tiếp theo của các bạn hay. Tôi là Lương Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.